Bún cho cún con lần của nhà mình là đẻ ra được bún cho cún này. Ấy, con em mới đang vừa được 2 tháng tuổi. Ấy, hai em này là có màu lông hơi nâu nâu giống mẹ. Hai em này thì màu khác nhau một tí, chắc là lai bố đấy. Hay đáng yêu chứ. Dog, baby dog. The four baby dog. Nào, chị cho đi uống sữa nhá. Bây giờ thì là đến giờ ăn của các bạn cún này rồi. Mình sẽ mang mấy bạn cún này đi ăn nhé. Thì mình mấy hôm nay Golden đang bị tiêu chảy, nên là chế độ ăn của Golden cũng hơi là vất vả một tí. Thì chỉ uống sữa theo chỉ định của bác sĩ thôi. Thì nào, các con của mình đi nào. Ai thì mình sẽ bê ra đây để cho ăn cho tiện nhé. Trong này hơi nóng. Tầm 14 giờ chiều nhưng hôm nay có gió mát lắm. Xin chào các con của mẹ. Na thì bây giờ bắt các cún ra để cho các cún uống sữa nào. Ôi thương quá cơ. Đói chưa? Pha sữa nhá. Nào. 1 điểm danh nhá. 1 2 3 4 Bây giờ thì là đun nước rồi. Đây là thức ăn của các cún. Nào pha sữa nào. Bình tĩnh. Vitamin bổ sung, vitamin đạm chất béo. Đấy, đây là bình sữa mình mới mua nè. Đây, cái bình sữa này. Nước mình đã đun sôi rồi. Nước hơi ấm ấm nhá. Bây giờ cho vào đây. Đây 60ml. Đó. Một xíu nữa. Ngoài này gió to quá. Không làm gì ấy. Chị chân chị à. Nào. Cún. Đấy,
của mình đáng yêu chưa? Hơi ấm ấm, chắc là uống được rồi. Rồi hả? Hơi đang hơi nóng nóng. Để một xíu nha, một xíu nữa nha. Để một xíu nữa nha. Đang ngắm. Sắp biết đi rồi đấy. Ôi, đang tập đi nè. Ai, muốn em lên đây. Úi trời ơi, đáng yêu chưa nè. Đấy, gia tài của mình chỉ có 4 con cún này thôi đây. Nhìn nó nhúc nhúc yêu lắm. Hello, hello. Đang mình chỉ đánh thức dậy hả? Anh này, 4 con cún nhà mình nè. Yêu chưa? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 đấy, hai bạn này là màu hơi nâu này đấy, giống hơi giống mẹ nè. Còn hai bạn này màu hơi trắng trắng là giống bố này. Cái tài đang yêu chưa nè? Đấy, tài dài đang yêu chưa? Đang ngủ này. Chắc đói lắm. Thôi uống sữa nha. Uống sữa nha, đói rồi, đói rồi. Này bắt đầu ngồi yên, đúng vị trí. Ngồi yên chân mới cho ăn được nhá. Rồi. Từng chú một nào. Em này háu nhất. Đây này. Ngồi uống sữa hết sữa chưa? Giỏi chưa? Đói hả? Rồi từng chú một, đây đến chú này. Thank you.
này bạn ấy còn chưa quen bú bình. Cho tập bú bình ấy hơi khó khăn. Mẹ Golden mẹ đang bị ốm, đang bị tiêu chảy nên là không được bú. Nên đang tập uống sữa bình. Các bạn ấy đang bú mẹ quen này, vừa bú mình các bạn ấy hơi khó bú. Cố lên nhá. Mấy hôm nữa mẹ Golden khỏi ốm thì chúng mình lại được bú mẹ nhỉ. Ngon quá. Mình phải bơm, mình phải ấn tay một tí bạn ấy sẽ đến nước. Ngon nhỉ. Đấy, bạn này đã bắt đầu biết thế. Bạn này bắt đầu biết rồi đấy. Bắt đầu vào liếm tay mình lại uống này. Bạn này uống nhiều chưa? Bạn này uống một phát hết gần nửa bình. Sẽ đánh cho bạn này đó. Bạn này kia uống nước nào nè. Nào, hai con nuôi nè. Ôi bạn này ấy ơi, bạn đấy. Thế bạn trắng này đi ra nào. Bạn này. Mấy cái bạn trắng này nghịch quá. Đây, trắng này. Ngủ. Nhiều quá hả? Ngon nhỉ? Ngon quá. Trắng thì bạn ấy phá.
hai bạn đen là uống no đấy. Dạ. Ngon không? Đấy, cái bạn đen này bạn uống một mạch thì bạn ấy ngủ ngon rồi. Còn mấy cái bạn này uống còn cứ nhẫn nha nhân nhơ. Đấy, bạn này uống no, bạn này ngủ một mạch luôn. Bạn này cũng no rồi, nằm ngủ rồi. Rồi bạn này uống nước để ngủ rồi. Đây. Nó chưa. Cái con hạ rồi. Thôi no rồi, đi ngủ. Đi ngủ rồi các bạn ạ. Đây, cái nâu à? Đây đây, cái nâu đây. Uống nước đi, còn chưa mà. Cái quen. Đấy. Hello. Mấy bạn này ngủ ngon rồi. Đấy, hết sữa rồi, còn chín nữa thôi. Uống nước đồng đấy, còn chưa mà. Cho các bạn ấy bú, mình cũng mỏi ở cổ đây. Ba bạn kia thì bú no đây. Good night đây. Thế rồi các bạn, một chữ uống nước đi, đầy đi ngủ. Hết nắng rồi. Tới bạn này, bạn này. Thì đấy nhất này, uống sữa nhất này. Hello, các con của mình đi ngủ rồi, bây giờ mình bế đi nào.
con lần vào đi.